Chào mừng các bạn đến với kênh Thu Bonsai. Chúc các bạn một ngày mới vui vẻ, an lành và thật nhiều sức khỏe các bạn ha. Cây kiển hoàng tọa lạc tại thị trấn Hóc Môn, hôm nay lại tiếp tục chào với các bạn một số tác phẩm mà vừa muốn giao lưu. Và khi xem phim thì các bạn thích em nào thì vui lòng gọi điện thoại trực tiếp trên hoàng theo số là 0909808199. Năm Thu nhắc lại 0909808199. Và bây giờ chúng ta sẽ gặp lại anh Hoàng quen thuộc để anh Hoàng báo cáo thông số cũng như là chia sẻ báo giá luôn để các bạn có sự lựa chọn ha. Rồi anh Hoàng ơi, anh Hoàng à. Dạ, xin chào anh Năm ạ. Chào anh Hoàng, lâu quá không gặp ha. Em hôm nay mình nhờ anh Năm làm clip để mình giới thiệu đến anh em số cây. Thì mong anh em vào kênh Năm Thu để mà có cây nào dễ thì chia sẻ với mình, giao lưu cùng mình. Thì cái hình thức của mình kinh doanh thì cũng mỗi khi mình thì bảo ship rồi bảo chậu. Bảo ship rồi anh chậu. Em nào mới chưa có giao lưu lần nào thì đặt cọc mình chút ít. Ví dụ chốt cây thì đặt cọc mình chút ít. Còn những anh em đã có giao lưu rồi thì khỏi đặt cọc cũng được. Chứ mình chuyển cây chứ. Đó. Rồi cái thủ tục mà chốt hàng thì mình sẽ gửi đến nhà vườn này bao nhiêu phần trăm thì cho nó phù hợp đúng không ạ? Được rồi, 10-20% được rồi. Có một ít gọi là làm tin với nhau ha. Tin, dạ đúng rồi. Ok. Có trách nhiệm là vậy thôi. Giờ trước mắt mình xin giới thiệu đến anh em là một cái tùng La Hán. Tùng này mình cũng mới làm kẽm lại, mình cũng mới làm lại. Nó chuẩn bị ra lá rồi. Đó. Cái tùng bay. Tùng này thì nó hoành như thế này thì nó khoảng là ngay khu vực này nó khoảng là 55, khu vực này á là nó khoảng 70 mấy đó. Cây này đào tạo rất là lâu. Mà cái chi này mình đo thử cái chi này cái đó là 28 nha anh em. Cái chi bài ha, chi bài này nó lớn hơn chút xíu. Chi bài là ngay này là 28. Đặc biệt cái tùng này là không có chảy tuột chỗ nào hết, bên mặt bên kia cũng đẹp, ở trên này nó chỉ còn cái mặt cắt nó bằng mặt cắt nhỏ một ngón tay thôi đó, mặt cắt nhỏ, nó không chảy tuột, nó liền lạc hết cái tùng. Nên là rất là như là lực, cái tùng rất lực, đàn bay của nó đây rất mạnh, rất đẹp. Nó bay khoảng 2 mét nha anh em, từ đầu này đó, từ đây tới gọn là khoảng 2 mét. Thì trước mắt là giới thiệu cái tùng này đến anh em, thì thí dụ anh em có ưng ý, thí dụ có tham khảo lại thì mình sẽ quay riêng một cái clip của cái tùng này mình gửi cho anh em. Giá cả thì mình sẽ báo sau với anh em. Rồi ok, cũng như là anh Hoàng có nhà ý là muốn giới thiệu với các bạn là tác phẩm mà anh Hoàng mới sưu tầm về. Còn bạn nào có hứng thú thì liên hệ với anh Hoàng theo số là 0909808199. Lần tôi nhắc lại 0909808199 các bạn ha. Bây giờ mời anh em đi vô mình giới thiệu từng tác phẩm nha anh em. Rồi, vâng, xin mời các bạn chúng ta bước vào cái phía bên trong để anh Hoàng chia sẻ một số tác phẩm mà anh Hoàng muốn giao lưu chính ngày hôm nay. Gốc cây này cũng đẹp quá ha, cái cây này. Bông giấy Mỹ chín. Bông giấy Mỹ ha. Rất là hoành tráng luôn. Rồi, đây khu vực quen thuộc của anh Hoàng đã báo giá mỗi lần này. Mỗi lần Năm Thu đến đây để làm việc với anh. Cây số 1, cây đầu tiên. Mình xin giới thiệu đến anh em cây số 1 là cây xanh bông nha anh em. Cây này, cái bác này, ổng cũng chơi, ổng cũng để trong đá này là mười mấy năm rồi. Xanh rất là già. Mình về tính thay cái chậu mới giờ, nhưng mà thay thì nó mất cái cổ kính nó đi. Tại nó nằm trong nguyên cái bộ này mười mấy năm rồi. Đó, thay thì nó cạnh dưới này nó mới. Cái này khi mình chuyển nguyên bộ hả? Chuyển nguyên bộ luôn. Nguyên bộ tiểu cảnh này luôn ha. Thì giống cái đền An To á. Đó. Đây, quay lần cho anh em. Cây rất là già, xăm bông rất là già. Nó nằm hết trong khu, cái rễ này nó nằm trong này lâu lắm rồi. Mình đo thông số. Rồi mình báo cáo thông số luôn đi anh em. Cái cây quần eo ngay khu vực này là nó 15 nha anh em. Cái mình đo cái tổng tán chậu
độ là 60, chiều cao là 40. Còn cái tàn nữa đó, cái tàn của cái tùng ở cái sam bông này, sam bông đó là 69. Đấy. Thì anh em nếu mà có ưng ý cái này, anh em nào có ưng ý cái này thì mình ship nguyên bộ rồi đi, chứ cái này không gỡ ra được, nó nằm lâu lắm rồi. Rồi mình xin báo giá cái cây sam bông này là 9 triệu nha anh em. Cây số 1 được chào giá là 9 triệu. Rồi, rồi. Các bạn ơi, chúng ta chào tiếp em số 2, chuyển qua số 1 đi dùm đi. Nặng đẹp chứ. Cổ à. Nặng đó không? Tiền mà khiêng được vậy có lý ha. Rồi, cây số 2 là cây... cây số 2 xin giới thiệu đến anh em là cây sam trái. Sam trái. Rồi, sam này đang ra trái. Trái già, nó chín đen. Sam rất mạnh. Sam này là sam nhà trồng. Sam nhà trồng á nó. Sam đồng bằng á. Sam nuôi trồng á. Đó, nói rõ cho anh em. Nhưng mà được cái là cái thân nó rất là lớn, nó cây rất là già. Đi tay được rất là mịn, ta làm cây này cũng bài bản. Lớn. Cái đường to lắc của nó cũng duyên dáng. Cái này bán đổ. Này dạng như dáng huyền. Huyền. Thôi bye bye, thôi đâu đổ ngã ngã. Cây rất mạnh, đang ra trái. Rồi, ra bông. Rồi mình đo thông số cái cây này báo với anh em. À, chuyển là chuyển nguyên bộ phải không? Ở đây là mấy cái này là chuyển nguyên bộ cho anh em chơi thôi. Các bạn lưu ý bên bên nhà vườn kiểng của anh Hoàng là khi mà chuyển cây đi là báo như thế nào chuyển như vậy ha. Còn cây nào mà bắt cái chỉ lắm phải bó bầu thì anh cũng sẽ chia sẻ. Các bạn theo đo ngay cái đây là 26 cho anh em. 26. Ngay, ngay cái thân của nó là 26. Đó, cái khu vực này. Đó, đấy. Là 26. Không có tán dài đó, mình đo theo cái thước như thế này. Thì nó là 90. Chiều cao từ mặt chậu lên, nó là cũng 26. Rồi cây sam trái này mình xin báo giá là 5 triệu thôi nha anh em. 5 triệu cho rồi. Cây tác phẩm sam trái. Sam rất mạnh. Rồi, ok. Rồi, xuống. Các bạn thân mến là chuyển đi các bạn. Do cái thời lượng nó chương trình nó có hạn, số lượng cây cũng nhiều. Khi mà chia sẻ thì tôi chỉ quay như thế ha, mình quay theo ý của mình thôi. Và nếu mà các bạn mà khi mà tiến hành giao dịch á, có thể các bạn muốn nhìn rõ chi tiết một cái bộ phận nào đó của cây thì các bạn cứ liên hệ lại nhà vườn, anh Hoàng sẽ quay chi tiết lại theo yêu cầu các bạn gửi cho các bạn xem là các bạn tiến hành là giao dịch để mình mua được cái những cái cây mình ưng ý hơn. Và bây giờ mã số 3 là đi cặp hả anh Hoàng? Mã số 3 là một cặp, một cây sam trái với là một cây linh sam dán người ta cho lũa cho anh em. Đây là linh sam, này là sam trái. Một mình cặp. Mình giới thiệu một cặp về cái mã số 3 để khi mà anh em có chốt hai cây thì mình sẽ giảm giá. Còn mình sẽ báo riêng cái giá từng cây. Giờ trước mặt là mình đo cái thông số của cây mã số 3 của cây linh sam. Đồ meo mình đo cái này là 33. Cái tán tổ là 47. Rồi nó nằm trong cái chậu là khoảng 30. Đó. Thì cây này á là mình xin báo giá là 1 triệu 7 nha nè. Cây linh sam này 1 triệu 7 cho cây linh sam. Còn cái cây sam trái này thì nó khoảng lớn hơn con sam trái chút xíu ha nè. Đó, mình để hai cây mình biết. Cỡ cái cây sam trái này mình báo giá là 1 triệu. 1 triệu. Là hai cây là 2 triệu 7, nhưng mà nếu mà anh em chốt thì mình sẽ bớt 300, còn 2 triệu 4 hai cây này. Ừ. Okay. Đó, cái giá rất là mềm. Bao ship cho anh em luôn. Đây. Để quay vòng cho anh em coi. Cái này làm lúa cũng lâu lắm mình anh em. Đó, cũng ra được.
Rồi, tiếp tục đi các bạn ơi. Rồi, mã số 4 mình xin giới thiệu đến em là cây Vinh Sam lá nhỏ nha anh em. Vinh Sam. Cây này rất già, cây này 3 thân. Cây Vinh Sam. Cây là biết. Dòng lá nhỏ, à, có bông bông màu tím. Là kim song hình đó anh em. À. Cái này 3 thân. Này song hình hả? Kim song hình. À. Vinh Sam này mình cũng không cần giới thiệu nhiều, để đo tổng số báo giá cho nghe là được rồi. Ok, tại vì dòng eo ngay cái này đó, ngay khu vực đó là 31. Cái dòng cây này giới chơi kiển thì rất là quen thuộc ha. 45 là chiều cao. Ngang là 55. Rồi cây kim song hình này mình xin báo giá là 2,5 triệu bao ship cho nên. Bao nhiêu? 2,5 triệu anh. 2,5 triệu. 2,5 triệu bao ship cho nên. À, bao ship đi nguyên bộ ha, combo luôn. Thì cái này đi. Lấy cây dừa. Đó, bên kia đó. Lấy đi. Mã số 5, mình xin giới thiệu đến anh em là cây dừa tàu. Cây da nhật. Đây. Cái gốc này riêng ta là cái cây hoặc là gốc si ghép, mình không biết được. Nhưng mà mình không thấy dấu ghép. Nó quá lâu năm rồi. Quá lâu năm rồi, thì bây giờ gốc si nó cũng có giá trị, mà gốc riêng nó cũng có giá trị. Gốc dừa nó cũng có giá trị. Nói chung là nó đẹp, rất là nó đẹp. Rất là lớn. Lâu năm lắm rồi, cây này là cây cây sống khỏe. Rồi mình xin đo thông số. Đấy, cái dòng heo của nó mình đo ngay khu vực đó là nó là 61. Tán rộng là 60, chiều cao là 45. Thì cái cây dừa tàu này mình xin báo giá là 6,500 6,5 triệu. Nên mình nhìn thấy cái này rất đẹp nha anh, rất là đẹp. Rồi tiếp tục là cây bông trang. À, số 6 xin giới thiệu đến anh em là cây trang đỏ lá nhỏ. Cây này cũng rất là già nha. Một cốt ba thân ha. À, một cốt ba thân. Cây già lắm rồi. Là 36. Tán ngang của nó là 54. Chiều cao cũng là 36. Thì cây bông trang đỏ lá nhỏ này mình xin báo giá là 6 triệu nha anh em. Bao ship nguyên bộ cho anh em. 6 triệu. Rồi đi thôi. Rồi, mã số 7, mình xin giới thiệu đến anh em là cây kim quýt. Kim quýt. Kim quýt đen không ghép. Cái này được chế tác theo cái kiểu liễu rủ hả? Dòng kim quýt thì mình cũng cần phải giới thiệu nhiều cho cũng phong thủy rất tốt. Này chế tác theo cái cây liễu. Dán liễu rủ. Cây này cũng rất là dài cho nên lâu lắm rồi. Bên đây thì nó còn một hai cái mặt hẹo cắt đó, mặt cắt của nó chưa bứt thì cây bị lớn thì dĩ nhiên nó có mặt hẹo cả.
Cái này anh em về có thể là khai thác rễ thêm, cái này còn ở dưới đẹp bên đây. Rồi mình đo thông số. Rồi, báo cáo thông số. Quần thân là 22. Cao là 74. Cái khung tàn của nó, khung tàn của nó là 82. Thì cây kim quýt này mình xin báo giá là 3.500.000. Bao ship nguyên bộ cho nè. 3.500.000. Rồi, ok, chúng ta tiếp tục. Tiếp tục là cây hương sa. Đây, mã số 7. Mã số 8 xin giới thiệu đến anh em là đây cũng là Samsung Hưng. Cái này dáng bye bye. Thân cũng tương đối đẹp. Thì giờ hương sa thì mình cũng giới thiệu nhiều. Còn một số cái báo giá anh em có thích thì alo cho mình. Cái này là cái bộ đế đó xung quanh hết rất đều nha. Cây này là tiễn, cây tiễn, những cái cây này tiễn. Cây này đế. Đúng. Từ thân cho đến đế. Đây. Đế xung quanh trải dài. Đây, đó. Đây là đế tự nhiên nha anh em, không phải đế sắt à. Đây, đế tự nhiên. Bây giờ thân nó rất là duyên nha anh em. Tay cũng lớn. Đấy, cây những cây này lựa nhiều lắm mới được một cây. Còn thân nó là 20, cái này khu vực này là 20. Đo xích xuống này chút xíu là 22. Sáu mươi mốt là thì tán ngang của nó. Chiều cao là 39. Thì cây lưng xanh này mình xin báo giá là 2.500.000. 2.500.000. Rồi. Rồi tiếp tục các bạn ơi. Cái ông này sáng có làm thiện nào chưa, thấy khỏe vậy? Chưa làm thiện nào mà khỏe vậy hả? Đây. Làm thêm là làm thiện khỏe hơn. Mình xin giới thiệu với anh em là cây bông trang đỏ lá nhỏ. Bông trang, trang đỏ. Cây này nhìn rất duyên. Cái này thiếu phân, cái ông bác này ông nuôi thì thiếu phân, cái lá nó hơi vàng vàng nhưng mà mình giờ nuôi lại đây nó đã bọc đâm cờ nâu rồi. Đây là bảo đảm ok, sống khỏe. Đây, cho nó liều phân bón là nó xanh lá liền chứ có gì đâu. Cây này rất duyên, cây trang mà nó được như thế này thì cũng tiền công lắm nha. Cái gốc bằng cầm tay ha. Dạ, cái gốc bằng cầm tay. Quần thân của nó là 21 nha. 21. Chiều cao là 69. Khung tàn. Khung tàn thì nó khoảng 57. Thì cái trang đỏ lá nhỏ này mình xin báo giá là 8.500.000. 8.500.000. Dạ. Cho cây bông trang đỏ lá nhỏ. Cái viên cây nó có viên cây đất luôn nè, có đường thân nó theo cái gì nó hơi lượng ha. Dạ. Nó hơi lượng. Cái nó hơi siêu á. Dạ. Này dáng siêu. Siêu rồi, nhìn cây nó mềm mại. Xuống cây số rồi. 8. Tiếp tục các bạn ơi. Xuống. Cây số 9 là cây số 8. Đây là cái số 9 hả? Bây giờ cây này cái số 9 đi. Số 9 là cây lộc vừng. Dạ. Giới thiệu giúp đến anh em cây số 9 là cây lộc vừng cho anh em. Đấy, cây này thì rất là dài. Đấy. Rất là dài. Cái chi này nó hơi còn nhỏ chút xíu nhưng mà anh em về chơi dùng luôn thêm. Đặt mình cái thân. Rất là dài, rất là đẹp. Cái này trực rắc hả? Đúng rồi. Dáng siêu siêu, cái này cũng dáng siêu siêu. Cây rất là già, cây nhìn cây. Được cái là bộ đế nó đẹp chứ nó dốc ngọn đó. Tổng quần đế khu vực này là nó 85.
Cho thấy nó giót ngọn. Giót ngọn cao đều. Là nó 68. Nó giót đều lên trên ha. 63 là cái cung tàn của nó nha anh em. Thì cái cây lộc nhân này mình xin báo giá với anh em là 3.800.000. 3.800. Ship nguyên bộ cho anh em. 3.800. Rồi xuống. Rồi, chúng ta tiếp tục. Mã số 10. Số 10. Cũng xin giới thiệu với anh em là combo một cây trang vàng với lại một cây sam 86. Số 10 là được chào giá là sam 86. Cái sam 86 này á là mình báo giá là 900 ngàn. Dạ. Còn cây trang vàng này mình xin báo giá là 600 ngàn. Cây trang là 600. Anh nghiêng cái trang, anh nghiêng góc trang về hướng ống kính chút xíu được không? Ok, anh cứ nghiêng vậy được hết. Lớn góc. Các bạn, là một người lưỡi. Cho các bạn thấy. Lưỡi hai cây nhưng mà ai chốt, anh em nào chốt thì mình chỉ mình bớt mỗi cây 50 ngàn, còn 1.4 triệu mình bao ship luôn. Đấy. Mười bảy là cái dòng eo ngay này nha anh em. 17 hả? Dạ 17. Tán ngang là 47. Cao là 31. Còn cái trang vàng mình cho sơ tí hoành thân nữa. 17. 36 là khung tàn. Đó, chiều cao thì nó khoảng 12. Đó. Thì cây sam 86 này là 900. Còn cây trang vàng thì 600. Anh em chốt một cặp thì là 1.4 triệu. Rồi xuống. Rồi, chúng ta tiếp tục. Tiếp tục cái nào đây? Em nào đây? Thì cái này quá. Tiếp tục trước mắt của Nam Thu là cây này là cây mai chú thủy không? Đẹp ha. Đây các bạn, khi mà được hái hết lá rồi thì các bạn sẽ nhìn thấy chi tiết hơn. Cây mang mã số 11. Dạ. Đây, xin giới thiệu đến anh em cây số 11 là cây mai chú thủy. Cây này là da xanh nha anh em. Mai giá xanh đã lớn, giá xanh đã lớn. Đây cũng sẵn giới thiệu đến anh em cái này, cái dáng nó là đúng là trực quân tử đây. Đấy, trực quân tử hồi nào giờ có nhiều khi những anh em mới từ mới vô nghề đó năm cái nghe nó trực quân tử, cái cây thẳng thẳng, cái gọi là trực quân tử. Thấy cây cao cao thẳng thẳng là trực quân tử, đó là trực thiên, trực bình hoặc trực lắc này kia thôi. Chứ trực quân tử nó khó, rất là khó kiếm một cái cây trực quân tử. Đấy. Nó phải hội tụ đủ những yếu tố của đó nó mình lên là trực quân tử được, đạt cái tiêu chuẩn của đó. Dạ, đúng rồi đó. Cái thứ nhất là đường thân nó thẳng, trực quân tử. Cái thứ nhất là cái đường thân nó thẳng, bộ đế nó phải vững chãi đó, cũng như hai cái chân của người quân tử vậy đó. Đó cái tụ á, cái tụ cây đó. Cây. Cái thứ hai nữa là chi tay chi cành của nó, cái hai bên nó rất là lực. Nhưng quân tử nó thể hiện sự sức mạnh đó, mà từ cái thân đó, cái đọt nó phải nằm ngay cái thân chính của nó đây, cái đọt của người ta đây đó, từ dưới lên nó phải nằm ngay cái thân chính của nó lên lực một đường thẳng, chi tay rất là lực đó. Trực quân tử thì nó phải hội tụ đủ những cái yếu tố đó mới gọi là trực quân tử được. Còn đường thân mà lắc hoặc là cao bên đây có một hai cành, bên đây một hai cành là không phải là trực quân tử đó. Thành ra mình giới thiệu cho anh em cái đây là một cái cây đích thực là trực quân tử đó, nó phải là hội tụ đủ những yếu tố như thế này đó mới được là cái chữ quân tử. Tại quân tử nó thì nó thể hiện cái sức mạnh đó, sức mạnh cái ý chí của nó đây nè. Rồi ok, hôm nay cái này nó liền thẹo hết nhanh nè. Đây cây lớn về mà thẹo lên nó liền. Đây bộ đế mặt sau đây đó. Hôm nay anh Hoàng bán cây và bình cây luôn phải không? Bình cây luôn. Dạ. Thì nói chung là mình cũng học từ những người trước đó, mà mình thấy nó cũng cái gì có lý mình mới tiếp thu vô được. Nói
chung là dạ. Cái cũng một, sách vở anh ạ. Một cái tác phẩm nào mà nếu mà đưa ra tranh luận đó, thì tốn nhiều lít dầu. Dạ. Ngày xưa là tốn dầu, giờ tốn mấy ký điện mới bình luận xong một cái cây. Thôi bây giờ phần còn lại là nhường cho các bạn ha. Mỗi người đều có một cái cảm nhận riêng, cách nhìn nhận riêng, và cái lời bình của mỗi người nó cũng có một cái ý riêng của họ. Thôi giờ mình cứ chia sẻ thông số đi. Viên cái bệ như thế này là 126 nha nè. Đấy, 126 là viên cái bệ để lên như thế này. Phần thân nó khu vực này. Phần thân nó là 41 nha nè. Ngay khu vực này ở dưới chắc là lớn hơn. Cây mà chú thị được cái mây cây dán bạc chục tấn. 51, ở đây là 51, ở đây là 41. Mình đo cái chi 1. Chi 1. Đây, chi 1 cho nên đường tự thôi. Chi 1 của nó là 25. Đấy, rất là lực luôn. Cây này phải nói là ok. Đó. Anh em về nuôi dâm thêm một là một thời gian nữa là ok. Rồi cây số 11, cây mai chú thủy là mình xin báo giá là 42 triệu nha anh em. 42 triệu cho cái tác phẩm mang là số 11 hả? 11. Các bạn thấy gốc rồi, bây giờ tôi sẽ cho các bạn xem cái ngọn này. Rồi chúng ta tiếp tục. Rồi, cuối clip là một cây mai chú thủy nu gò công nó lớn nha nè. Nu gò công. Dạ cái này đúng nu gò công. Còn chi tay nó cũng tương đối ổn định. Thì cũng lớn. Đây. Đây là cái đọt mình bên đây là mình coi như phá lọ rồi nha nè. Đó. Chỉ là mình về nuôi dâm thêm nữa chơi. Cái này nói chung là cũng còn cái ngọn thì đang nuôi, còn chia tay ở dưới thì nó là ok rồi. Rồi mình cho các bạn xem cái tổng thể của cái cây thì anh Hoàng cũng đã xây tới xây lui, các bạn có thể nhìn rõ rồi. Bởi vì cây đã được hái hết lá rồi, bây giờ tôi sẽ cho các bạn xem từ ở trên cao chiếu xuống ha. Bởi vì khi mà cái dòng cây bonsai thì các bạn thường chú ý đầu tiên là tổng thể, thứ hai là kiểu dáng, thứ ba là gốc, thứ tư là chi nhánh, bắt đầu chúng ta lên tới trên ngọn luôn. Các bạn thấy đây là những cái tay này được đào tạo rất là lâu và bởi nó giót từ cái này, các bạn thấy không? Giót kiểu như cái bàn tay của mình đây ha. Thì nó còn bằng ngón tay nha. Mấy cái vết sẹo này nó xíu cũng cho nếu mà nuôi thời gian thì nó sẽ liền sẹo rồi. Tuy nhiên thì nếu mà liền hết sẹo thì cái giá nó khác đúng không? Dạ, đúng. Cái giá nó khác. Bởi vì cây kiển thì nó có nhiều giá lắm các bạn, nó cũng hai cây giống nhau nhưng mà cây nào nó liền sẹo thì giá nó khác, cây nào nó còn sẹo là thì giá nó mềm hơn một chút. Cây này là chi tàn ổn định. Nuôi bò công hả? Nuôi bò công này. Cái nuôi nó mình dễ thương lắm. Nuôi bò công nó vậy. Cái lá nó bóng. Cái nhánh được. Cái lá nó dày bóng đẹp. Đây, mặt sau của nó cũng ok nha. Được chăm chút rất là kỹ ha. Thì mình chỉ cảm nhận sơ lược quá thôi, mình chia sẻ với các bạn để cho những cái thước phim của mình đưa lên thì nó đỡ nhàm chán thôi. Còn cái phần nhận xét riêng cá nhân của từng người, các bạn hãy xem. Cái cành của nó người ta uống hồi nhỏ thì người ta kỳ công lắm, nó uống lượng từ ở chi 1, chi 2, chi phong rồi nó uống lượng, những cây rất là mềm mại cho nên. Nếu mà nuôi thời gian nữa thì thôi ok. Giá trị nó cao lắm. Rồi nó chỉ còn cái thẹo hai, cái thẹo ở đây thì nó bằng ngón tay cái, còn thẹo ở đây thì nó bằng ngón tay út, đây chút xíu thôi mà nó kéo rất là mạnh. Rồi thân của nó khu vực ngay đây nè, nên nè là mình đo là 49. Chiều cao là 45. Cái khung tàn mình đo như thế này là 95.
chiều cao là 45, trung tầng là 95. Thì cây mai chú thủy lưu vào công này mình xin báo giá là 4. Chào giá là bao nhiêu đây? 37 triệu nha anh em, cái kia là 42, còn cái này là 37 triệu. 37 triệu, 37 triệu. Thì mình cái cây này thì mình còn phải nuôi cái gọi. Đó, cho nó ra chi dâm. 37 triệu là cây cuối lít, cây mai chú thủy lưu vào công nha anh em. Rồi bây giờ cuối clip là mình cũng xin chúc tất cả anh em dồi dào sức khỏe, hưởng một ngày thật là vui vẻ bên gia đình và người thân nha anh em. Xin chào và hẹn gặp lại. Rồi, Nam Thun đã làm xong nhiệm vụ của mình rồi. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian quý báu để xem hết clip này. Hẹn gặp lại các bạn trong những lần phát sóng kế tiếp.